Đang nói tới nội dung cuối cùng, chính sách tài khoá tự động. Vậy thì cái quan điểm này cho rằng nếu chính phủ muốn điều tiết nền kinh tế thì không nhất thiết phải chủ động tác động, mà có thể sử dụng những nhân tố ổn định tự động. Và những nhân tố này nó sẽ làm cho chính sách tự động được thực hiện. Đến đây một câu hỏi là được đặt ra. Vậy chính sách tài khoá tự động cần có nhân tố ổn định tự động. Vậy nhân tố đó là gì? Thì các nhân tố ổn định tự động trong nền kinh tế đó là thuế thu nhập lũy tiến, và thứ hai đó là trợ cấp thất nghiệp. Rõ ràng chưa? Vậy ta lần lượt tìm hiểu ha. Thứ nhất, tôi nói về thuế. Thuế thu nhập lũy tiến đó là loại thuế mà khi thu nhập càng cao, thuế suất phải nộp càng cao. Ví dụ như thuế thu nhập đối với cá nhân. Các anh chị hiểu cái này mà đúng không? Rồi, còn thuế thu nhập không đổi là thuế mà thu nhập là bao nhiêu chăng nữa, thuế suất phải nộp vẫn cố định. Thì thông thường các quốc gia đều áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế không đổi, để cho doanh nghiệp yên tâm làm ăn. Nếu mà tôi là doanh nghiệp, tôi làm ra 500 triệu, tôi nộp 25%, thì tôi biết ngay, lúc tôi mới làm ra tôi đã biết là tôi phải nộp 125 triệu, tôi còn lại 375 triệu. Và nếu như tôi lời được tới 200 tỷ, không phải là 500 triệu mà là 200 tỷ, tôi biết là tôi cũng chỉ nộp có 50 tỷ, tôi còn tới 150 tỷ. Chứ còn nếu như doanh nghiệp mà cứ làm ra càng nhiều, thì nộp thuế càng nhiều, thì doanh nghiệp có muốn đầu tư làm ăn sản xuất kinh doanh không? Không, nha các anh chị. Và như vậy là mặc dù biết rằng nộp thuế là yêu nước ha, nhưng mà doanh nghiệp thì họ vẫn mong muốn tìm kiếm cái gì? Lợi nhuận, mà thậm chí lại là lợi nhuận tối đa, nha các anh chị. Chính vì cho nên là để cho doanh nghiệp yên tâm làm ăn thì hầu như mọi quốc gia đều áp dụng thuế thu nhập không đổi. Đặc biệt ở các nước Bắc Âu, người ta còn áp dụng thuế thu nhập lũy thoái đối với các loại hình doanh nghiệp mà ưu tiên khuyến khích phát triển. Ví dụ như có một thời gian đó là họ ưu tiên cho ngành công nghệ thông tin. Tại vì các anh chị biết là mới thập niên 90, là đầu thập niên 2000, các nước Bắc Âu mới phát hiện ra sao mà trình độ công nghệ thông tin của mình thua kém Bắc Mỹ dữ dội vậy ta. Mình cũng là nước phát triển mà sao mình thua dữ vậy ta. Thậm chí các anh chị biết là cái World Cup ở Đức tổ chức năm 2006 á, mà giới báo chí họ còn chê là không tổ chức bằng, tức là nói về phương tiện truyền thông này kia, về kỹ thuật số là không bằng ở Mỹ năm 1992. Nhờ các anh chị, 14 năm sau, 12 năm sau rồi mà người ta còn so vậy. Tức là World Cup ở Mỹ năm 94 á, thì về công nghệ thông tin nó còn mạnh hơn nhiều so với lại ở Đức năm 2006. Tới mức độ đó đó. Vì vậy cho nên là có một thời gian là các nước Bắc Âu đã áp dụng thuế thu nhập lũy thoái đối với lại ngành hàng, đó là ngành công nghệ thông tin, để khuyến khích các doanh nghiệp và đầu tư gen nữa, các chị đầu tư về nghiên cứu sinh học nữa. Tức là những cái ngành nghề đặc biệt ưu tiên, người ta áp dụng thuế thu nhập lũy thoái. Tức là thu nhập càng cao thì thuế suất phải nộp lại càng thấp, nha các anh chị, để cho khuyến khích doanh nghiệp đầu tư. Rồi bây giờ ta mới giải thích nè. Khi mà kinh tế suy thoái á, thì biểu hiện là tốc độ tăng trưởng giảm, sản lượng giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng. Vậy thì các anh chị hình dung khi mà sản lượng giảm so với dự kiến á, thì rõ ràng là thuế mà chính phủ thu được sẽ phải giảm đi, là do thuế thu nhập giảm. Có đúng không ạ? Và thứ hai nữa, lúc đó tỷ lệ thất nghiệp tăng. Thì không cần chính phủ ra lệnh, nếu trong nền kinh tế có quy định về luật chi trợ cấp thất nghiệp thì lúc đó các khoản chi trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ tự động tăng. Rõ ràng chưa? Như vậy ta lưu ý là vậy thì khi nền kinh tế có dấu hiệu của suy thoái thì thuế đã giảm và chi chuyển nhượng đã tăng, mà T bằng TX trừ TR, vậy là T đã tự động giảm. Vậy là chính sách gì đang được thực hiện đó? Mở rộng hay thu hẹp? Mở rộng hay thu hẹp? Mở rộng tài khoá đã tự động được thực hiện, có cần chính phủ ra lệnh không? Không, rất là rõ ràng đúng không ạ? Và do đó các anh chị thấy rằng chính sách tài khoá tự động vẫn thường xuyên được áp dụng ở các quốc gia, đặc biệt với các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển lâu rồi. Rồi, như vậy là đến đây ta kết thúc toàn bộ nội dung của chương á. Và cho tôi hỏi là qua hai quan điểm này, theo các anh chị quan điểm nào đúng?
chủ quan đúng hay là tự động là đúng? Đúng rồi, cả hai. Trên thực tế nha, các quốc gia có nền kinh tế thị trường, họ luôn cố gắng sử dụng những nhân tố ổn định tự động để chính sách tài khoá luôn luôn được tự động thực hiện. Nhưng mà khi nền kinh tế gặp cú sốc, tôi ví dụ như là cái đợt khủng hoảng vừa rồi là một cú sốc, giá dầu tăng quá cao cũng là một cú sốc, chính phủ các nước lúc đó có đủ can đảm ngồi yên chờ đợi hay không? Chờ đợi chính sách tự động không? Không, mà chính phủ làm gì? À, sẽ chủ động tác động. Cho nên các anh chị mới thấy là năm 2008, năm 2009, chính phủ các quốc gia đều đua nhau chi tiêu, đúng không ạ? Chi chuyển nhượng, xong rồi chi tiêu dùng vân vân, chi đầu tư đủ hết và đều đua nhau cắt giảm thuế. Nhà các anh chị có nghĩa là áp dụng chính sách gì? Mở rộng, đúng không ạ? Rồi như vậy là đến đây chúng ta đã kết thúc nội dung của chương 4. Bữa sau các anh chị sẽ học qua chương 5. Các anh chị vui lòng đọc trước nội dung chương 5 nhé. Tại vì chương 5 hơi dài và hơi khó.